Xin chào mừng các em học sinh đến với kênh Học Liệu Tiểu Học. Các em học sinh thân mến, trong hai video trước, thầy có hướng dẫn gợi ý các em thực hiện các cái câu hỏi trong cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ năm học 2020-2021 dành cho các bạn học sinh ở khối lớp 3 và khối lớp 4. Theo yêu cầu của một số bạn thì tiếp tục trong video hôm nay, thầy xin được gợi ý hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong cuộc thi này. Tuy nhiên dành cho các bạn học sinh ở khối lớp 5 thì giống như các bạn học sinh ở khối lớp 3 và khối lớp 4, để thực hiện được cái bài dự thi này thì các em hãy tải cái bài dự thi này về. Ở phía dưới video thầy có để một cái đường link, các em hãy click vào và chúng ta tải về máy, sau đó các em in ra và các em làm trực tiếp trên mẫu bài dự thi này. Trước tiên thì xin hướng dẫn các em cái phần thông tin cá nhân. Trước tiên là họ và tên, thì các em ghi đầy đủ họ và tên của mình theo giấy khai sinh. Ngày sinh thì các em trong giấy khai sinh mình sinh ngày tháng năm nào thì các em ghi giống như giấy khai sinh. Giới tính thì chúng ta ghi nam hoặc là nữ. Lớp thì các em ghi tên lớp của mình. Trường thì các em học trường nào thì chúng ta ghi tên của trường mình vào. Địa chỉ nhà trường thì các em ghi là đường, khóm, ấp, rồi ở dưới là phường, xã, thì trường mình đóng ở trên phường, xã nào thì các em ghi tên của phường, xã đó vào. Tương tự như vậy đối với quận, huyện, tỉnh, thành phố. Rồi cuối cùng là các em ghi số điện thoại, đó là phần thông tin cá nhân. Rồi tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em thực hiện các cái bài tập trong cái phần thi này. Thì bài dự thi này gồm có hai phần. Phần 1 là các cái bài tập trắc nghiệm và phần 2 là bài viết. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần đầu tiên, đó là các cái bài tập trắc nghiệm. Phần này thì gồm có tổng cộng là 10 câu. Các em hãy khoanh tròn vào một đáp án đúng nhất trong số các cái phương án trả lời. Các em lưu ý nha, chúng ta chỉ khoanh vào một đáp án đúng nhất thôi. Cũng có thể là một vài câu hỏi, một vài cái phương án trả lời sẽ có từ hai đáp án đúng, tuy nhiên trong đó sẽ có một cái đáp án đúng và đầy đủ nhất, nên các em chỉ chọn một cái đáp án đúng nhất, các em lưu ý như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau: những hành vi nào không nên thực hiện khi điều khiển xe đạp? Các em lưu ý không nên nha. A là nhường đường cho người đi bộ, các phương tiện khác. Chúng ta không nên nhường đường cho người đi bộ và các phương tiện khác, đúng không? Chắc chắn phương án này là không đúng nên chúng ta không chọn. B là sử dụng ô hoặc thiết bị nghe nhìn. Đây là cái phương án đúng. Rõ ràng là khi mà điều khiển xe đạp thì chúng ta không nên sử dụng ô hoặc thiết bị nghe nhìn. Chúng ta chọn phương án B là phương án đúng. Tiếp theo thì xin mời các em xem một số cái hình ảnh. Đây là hình ảnh người tham gia giao thông. Chúng ta sử dụng ô khi tham gia giao thông ở trên đường. Điều này rất là nguy hiểm. Các em thấy rõ ràng là khi sử dụng ô thì nó có thể che khuất tầm nhìn của mình, nên dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Hoặc là chúng ta đang lưu thông trên đường mà có những cái cơn gió thổi qua, có thể làm cho xe chúng ta chao đảo, dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Cái này cũng rất là nguy hiểm nên các em chúng ta lưu ý cần tránh. Đây là hình ảnh người tham gia giao thông sử dụng thiết bị nghe nhìn, cụ thể ở đây là điện thoại di động. Các em nhìn thấy nè, khi người tham gia giao thông sử dụng điện thoại di động thì họ chỉ tập trung vào chiếc điện thoại, nên các cái phương tiện lưu thông trên đường họ không có chú ý. Điều này rất là dễ xảy ra tai nạn giao thông. Cũng có nhiều cái vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra do người sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông. Nên các em càng tránh và nhắc nhở mọi người, nhất là người thân của mình, không được thực hiện việc này. Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau: em cần làm gì khi điều khiển xe đạp chuyển hướng? A là xác định hướng cần chuyển, giảm tốc độ. Khi chuyển hướng thì chúng ta xác định hướng cần chuyển, giảm tốc độ. Đúng không ạ? Phương án này chúng ta thấy đúng, hợp lý. B là quan sát mọi phía
Khi đảm bảo an toàn thì đưa ra tín hiệu báo chuyển hướng. Phương án này các em thấy phù hợp không ạ? Là chúng ta thấy rất là phù hợp nên chúng ta chọn B. C là thận trọng điều khiển xe chuyển hướng và luôn quan sát phòng tránh va chạm. Là chúng ta thấy phương án này cũng hợp lý, nên là phương án chúng ta chọn đó là D, tất cả các y trên. Vì ABC đều đúng nên chúng ta chọn phương án D là tất cả các y trên. Chúng ta sang câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Nơi nào sau đây không phải là nơi bị che khuất tầm nhìn? A là nơi giao nhau giữa đường và ngõ. Thì nơi này chúng ta thấy rõ ràng nó đã bị che khuất tầm nhìn, những cái nơi giao nhau là đều bị che khuất tầm nhìn hết. B là nơi đường khúc khuỷu ngoằn ngoèo. Thì đặc biệt là nơi này cũng bị che khuất tầm nhìn. C là nơi đường thẳng, thoáng mát, rộng rãi. Chúng ta thấy rõ ràng cái đáp án C này là đáp án đúng. Nơi đường thẳng, thoáng mát, rộng rãi thì nó sẽ không bị che khuất tầm nhìn, nên chúng ta chọn đáp án đúng là C. Còn D là nơi có nhiều phương tiện giao thông lớn dừng đổ, thì cái này cũng bị che khuất tầm nhìn, nên chúng ta chọn không chọn. Chúng ta sang câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 có nội dung như sau. Khi tham gia giao thông ở nơi tầm nhìn bị che khuất thì em cần làm gì? A là đi chậm, chú ý quan sát xung quanh. Chúng ta thấy phương án này cũng phù hợp. B là lắng nghe tiếng còi xe, tiếng động cơ. Cái này cũng rất là quan trọng. Chúng ta lắng nghe tiếng còi, tiếng động cơ để chúng ta biết cái phương tiện nó đi hướng nào, hoặc là chúng ta biết là phía trước mình đã có phương tiện đi lại nên chúng ta chủ động tránh, nên cái phương án này cũng phù hợp. C là chỉ tiếp tục di chuyển bình thường khi đảm bảo an toàn. Thì phương án này cũng hợp lý. Nên là chúng ta thấy tất cả các cái phương án A, B, C đều đúng. Nên là chúng ta chọn đáp án D là đáp án đúng nhất và tất cả các ý trên. Chúng ta sang câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 có nội dung như sau. Khi tham gia giao thông đường hàng không, hành vi nào không được phép thực hiện? Các em lưu ý nha, không được phép thực hiện. A là ngồi ngay ngắn, thắt dây an toàn. Điều này các em có không được phép không? Cái này là chúng ta được phép nè, được phép. Nên là phương án A chúng ta loại. B là tuân thủ hướng dẫn của nhân viên hàng không. Cái này được phép hay là không được phép mấy em? Chúng ta có được phép tuân thủ không hay là không tuân thủ? Nên là phương án này chúng ta thấy cũng không phù hợp. Chúng ta loại. C là mở cửa thoát hiểm khi chưa được sự cho phép của nhân viên hàng không. Thì cái này chúng ta không được phép hay là được phép? Rõ ràng là cái này chúng ta không được phép. Không được phép thực hiện. Nên là đáp án chúng ta chọn đó là C. Còn mang giấy tờ tùy thân như là giấy khai sinh hoặc hộ chiếu thì cái này chúng ta được phép. Câu số 6. Câu số 6 có nội dung như sau. Khi đang ngồi trên máy bay đi du lịch cùng gia đình, em của em không ngồi yên một chỗ mà nghịch ngợm, cười đùa, em sẽ làm gì? A là tham gia cùng em cho vui. Điều này được không mấy em? Chúng ta không nên nha, không nên. B là quát mắng em không được nghịch ngợm, cười đùa. Các em có nên là quát mắng em của mình không? Cái điều này cũng không nên. Rồi C là ngồi yên, nhìn em nghịch ngợm. Khi em nghịch ngợm, em giỡn thì các em có ngồi yên nhìn em không? Cái này cũng không nên. Và D là nhắc nhở em không được nói to, nghịch ngợm, cười đùa trên máy bay. Thì chúng ta chọn đáp án đúng đó là D. Là chúng ta không được quát mắng mà chúng ta chỉ nhắc nhở em thôi. Nhắc nhở em không được nói to vì ảnh hưởng đến người khác, hoặc là nghịch ngợm thì có thể gây té ngã, chấn thương. Chúng ta sang câu hỏi số 7. Câu hỏi số 7 có nội dung như sau. Em đang đạp xe đến trường thì gặp một đoạn đường bị ùn tắc, vỉa hè dành cho người đi bộ đang không có người. Bên cạnh đó, đường phía ngược chiều cũng rất vắng. Em sẽ làm gì? A là bình tĩnh, không vội vàng, tiếp tục di chuyển đúng quy định. Các em thấy cái phương án này phù hợp không ạ? Thầy thấy cái phương án này là rất là phù hợp. Rồi B là đi lên vỉa hè dành cho người đi bộ. Thì phương án này chúng ta thấy không phù hợp.
thì vỉa hè chỉ dành cho người đi bộ mà chúng ta chạy xe lên là không đúng. C là đi sang phần đường ngược chiều, thì cái hành vi này rất là nguy hiểm, dễ gây tai nạn giao thông. D là len lỏi đâm ngang, tìm mọi cách để thoát khỏi đoạn ùn tắc, thì việc này cũng không nên làm, cũng dễ gây tai nạn giao thông. Nên là phương án đúng nhất là A, là bình tĩnh không vội vàng, tiếp tục di chuyển đúng quy định. Chúng ta sang câu hỏi số 8. Câu hỏi số 8 như sau: trên đường đến trường, em gặp một vụ va chạm giao thông giữa một người đi xe máy và một người đi xe đạp. Cả hai bị đổ xe, ngã xuống đường, bất tỉnh. Em sẽ làm gì? A là chen lấn cùng đám đông xem cho thỏa trí tò mò. Cái này thầy thấy đa số các bạn chúng ta hay thực hiện việc này nè, mà thầy thấy đây là cái việc làm không hay, không tốt. Vì khi các bạn chen lấn cùng với đám đông thì sẽ gây cái ảnh hưởng đến cái công tác nghiệp vụ của các chú cảnh sát giao thông, hoặc là nó làm thêm cái phức tạp thêm cái vụ việc. B là bỏ chạy vì sợ hãi, thì cái việc này cũng cũng không nên. C là giữ nguyên hiện trường vụ tai nạn, báo cho người lớn nào đó để họ tìm người đến giải quyết, tham gia cấp cứu người bị nạn nếu có thể. Thì thầy thấy cái phương án này là hợp lý, vì các em thì tuổi nhỏ, các em có thể là không có xử lý được vụ việc, thì cách tốt nhất là chúng ta báo cho người lớn biết. Nên chúng ta chọn cái phương án đúng đó là C. Còn tiếp tục di chuyển coi như không có thấy gì á, thì việc này cũng không nên, là việc làm không phù hợp. Câu số 9. Câu số 9 có nội dung như sau: đang đạp xe trên đường, em nghe thấy tiếng còi hú của xe cứu thương ở đằng sau, em sẽ làm gì? A là tiếp tục di chuyển bình thường. Khi nghe tiếng còi xe cứu thương thì các em có di chuyển bình thường được không? Rõ ràng là phương án này là phương án không phù hợp. B là điều khiển xe đi chậm lại hoặc dừng lại sát lề đường bên phải theo chiều đi của mình, nhường đường cho xe cứu thương. Thầy thấy cái phương án này rất là hợp lý. Nên chúng ta chọn cái phương án đúng đó là B. Còn phương án C là điều khiển xe áp sát lề đường bên trái. Các em lưu ý nha, điều khiển xe áp sát lề đường bên trái thì nó rất là nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn giao thông do cái xe ngược chiều chạy đến. D là đạp xe thật nhanh để kịp đến trường. Thì cái việc này cũng rất là dễ gây tai nạn giao thông do chúng ta chạy xe nhanh. Nên ở đây đúng nhất đó là phương án B. Chúng ta sang câu hỏi số 10 là câu hỏi cuối cùng: sắp xếp các bước xây dựng một kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông. A là xây dựng nội dung tuyên truyền. B là thực hiện công tác tuyên truyền. C là xác định mục tiêu, đối tượng tuyên truyền. Và D là xác định hình thức tuyên truyền. Đó, thì ở đây có 4 phương án, thì các em hãy sắp xếp 4 phương án này theo thứ tự từ 1 đến 4. Ví dụ khi xây dựng các cái kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông á, thì các em thực hiện cái bước nào trước? Đó, bây giờ mình sẽ đi phân tích. Trước tiên muốn xây dựng một cái kế hoạch nào đó, bất kỳ kế hoạch nào, thì chúng ta điều đầu tiên là các em phải xác định được cái mục tiêu, xác định được mục tiêu cũng như đối tượng tuyên truyền. Nên là cái nội dung đầu tiên mà chúng ta chọn đó là xác định mục tiêu đối tượng tuyên truyền. Như vậy số 1 đó là C. Sau khi chúng ta xác định được mục tiêu đối tượng tuyên truyền rồi, thì chúng ta tiếp tục là cái chọn cái nội dung, hay nói cách khác là chúng ta xây dựng nội dung tuyên truyền. Chúng ta tuyên truyền với cái nội dung gì? Thì đây là cái việc làm thứ hai. Nên thứ hai là chúng ta chọn A. Bước 3. Sau khi có nội dung tuyên truyền rồi thì chúng ta xác định cái hình thức tuyên truyền. Chúng ta chọn cái hình thức nào? Có thể là với cái hình thức là tiểu phẩm hay là trò chơi gì đó chẳng hạn, hoặc là các em tuyên truyền bằng tờ rơi hay là tuyên truyền trực tiếp, vân vân. Nên bước thứ ba chúng ta chọn đó là D, xác định hình thức tuyên truyền. Và dĩ nhiên cuối cùng còn lại đó là thực hiện công tác tuyên truyền, đó là B. Thì nói tóm lại, để xây dựng kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông thì đầu tiên là chúng ta phải xác định được mục tiêu đối tượng tuyên truyền, hai là xây dựng nội dung tuyên truyền,
ba là chúng ta xác định hình thức tuyên truyền, và cuối cùng là thực hiện cái công tác tuyên truyền. Thì đó là toàn bộ 10 câu hỏi mà thầy vừa gợi ý để các em chúng ta thực hiện. Thì tiếp theo chúng ta sẽ sang phần B, đó là phần viết. Thì ở phần này thì các em viết từ 20 đến 25 dòng với cái chủ đề sau. Em hãy lựa chọn một chủ đề về an toàn giao thông mà em đã học để xây dựng kế hoạch tuyên truyền. Cho biết vì sao em lựa chọn chủ đề đó. Thì cái đề bài này yêu cầu các em làm hai cái việc sau. Việc đầu tiên là các em chọn một cái chủ đề về an toàn giao thông để các em xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền. Sau khi xây dựng kế hoạch tuyên truyền thì các em cho biết vì sao em lựa chọn cái chủ đề đó. Bây giờ để tạo điều kiện thuận lợi cho các em chúng ta lựa chọn được cái chủ đề thì thầy sẽ có một số cái gợi ý chủ đề về an toàn giao thông để các em có thể tham khảo. Cái chủ đề đầu tiên có thể là các em lựa chọn là đi xe đạp an toàn. Thì cái này nó gần gũi với các em. Vì thầy thấy đa số các bạn học sinh ở lớp 5 á, có nhiều bạn chúng ta đi học bằng xe đạp. Nên cái chủ đề này thầy thấy nó cũng phù hợp. Chủ đề thứ hai đó là thực hiện văn hóa giao thông. Thì chủ đề này cũng rất là hay. Với cái tình hình thực tế hiện nay thì các em có thể chọn cái chủ đề này để chúng ta xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền. Chủ đề thứ ba đó là ngồi sau xe đạp, xe máy an toàn. Thì các em có thể xây dựng cái chủ đề này cũng được. Hoặc là chúng ta chọn cái chủ đề đi qua cầu đường bộ an toàn. Hoặc là những cái bạn nào ở nơi có cái đường sắt á, thì chúng ta có thể là chọn chủ đề về an toàn giao thông đường sắt, vân vân. Thì đây là năm cái chủ đề mà thầy gợi ý các em có thể lựa chọn để chúng ta xây dựng kế hoạch tuyên truyền. Thì để xây dựng kế hoạch tuyên truyền thì các em phải nói được cái mục tiêu của mình về cái chủ đề này. Ví dụ các em chọn chủ đề về thực hiện văn hóa giao thông thì mục tiêu của cái bài tuyên truyền này là gì? Ví dụ như là giúp mọi người nâng cao về ý thức chấp hành luật giao thông gì đó, vân vân. Rồi nội dung của tuyên truyền văn hóa giao thông đó là nội dung gì? Ví dụ mấy em tuyên truyền về cách cái ứng xử của mọi người khi mà chúng ta tham gia giao thông chẳng hạn, đó là cái văn hóa giao thông, vân vân. Thì văn hóa giao thông nó có rất là nhiều cái nội dung. Thì các em có thể lựa chọn những cái nội dung nào phù hợp với cái lứa tuổi của học sinh tiểu học thì các em lựa chọn. Rồi sau khi lựa chọn xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền xong thì các em hãy nêu được vì sao các em lựa chọn chủ đề đó. Ví dụ về thực hiện văn hóa giao thông thì vì sao các em phải lựa chọn cái chủ đề này. Ví dụ như vì hiện nay chúng ta thấy mọi người chúng ta chưa thực hiện tốt cái việc thực hiện cái văn hóa giao thông khi tham gia giao thông chưa tốt gì đó chẳng hạn. Thì từ cái thực trạng đó nên em mới chọn cái chủ đề này chẳng hạn, vân vân. Thì đó là một số cái gợi ý thôi. Còn quan trọng là ở các bạn, quan trọng là ở các em, chúng ta hãy suy nghĩ và chúng ta tìm cho mình một cái chủ đề phù hợp với mình nhất để chúng ta xây dựng kế hoạch tuyên truyền. Có lẽ trên đây là một số cái gợi ý để hướng dẫn các em làm các cái bài tập trong cái cuộc thi an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ năm học 2020-2021 dành cho các bạn học sinh ở khối lớp 5. Thì cuối cùng thầy chúc cho các em chúng ta sẽ tích cực và tham gia tốt cái hội thi này. Đặc biệt là có nhiều em chúng ta sẽ đạt được nhiều giải cao trong cái hội thi lần này. Chúc các em thành công. Thầy xin chào các em và hẹn gặp lại các em trong các video sau.